Xin chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Video ngày hôm nay dành cho tất cả các anh chị và các bạn nào đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, đặc biệt là hai cầu các anh chị ha. Những anh chị nào mà ở khu vực địa hình khó đi như là Lâm Đồng, Đà Lạt nè, Đắk Lắk, Đắk Nông hay là Bình Phước thì không thể bỏ qua em này nha. Thì bên cạnh Toàn đây là một dòng xe 7 chỗ của Nissan các anh chị ha. Terra phiên bản V các anh chị nè. Máy em này là 2.5 ha. Số tự động, máy xăng hai cầu đời 2019 nha. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan các anh chị. Xe thì đi khoảng 42.000 km rồi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 796 triệu các anh chị ha. Nếu mà nói về 7 chỗ gầm cao thì hiện tại Tuyền còn Fortuner, máy xăng số tự động một cầu đời 2019 nè. Giá khoảng 877 triệu màu nâu các anh chị ha. Rồi có Drive Blazer nữa. Máy dầu số tự động hai cầu đời 2018 nhập Thái các anh chị. Giá thì khoảng 736 triệu ha. Thì còn hai xe Drive Blazer. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới hai chiếc xe kia thì liên hệ Toàn đi, Toàn sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như là video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nhé. Rồi bây giờ Toàn mời mọi người cùng Toàn nhìn sơ tổng thể về em này trước rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nhé. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu trắng các anh chị. Nước sơn quanh xe thì khá là liền lạc, đồng màu từ trước ra sau, không có bị trầy xước nhiều nha. Tuy nhiên thì xe đã qua sử dụng thì cái việc mà nó có trầy xước dăm dăm nhẹ nhẹ một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Quan trọng là chất xe, quan trọng là động cơ máy móc nha. Em này đời cao nó là Tiền còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng được ha. Mình vay được khoảng 70% dựa vào định giá của ngân hàng nè. Nếu mà các anh chị cần quan tâm không biết chiếc xe này trả trước bao nhiêu, hàng tháng đóng như thế nào, lãi suất bao nhiêu thì liên hệ Tiền đi, Tiền sẽ tư vấn cho các anh chị nhà mình kỹ hơn nha. Rồi em này thì biển số Tây Ninh 70A29969, biển số khá là đẹp ha. Anh chị nào mình ở Tây Ninh, mình lái chiếc này mình giữ biển mình đi rất là đẹp luôn các anh chị nè. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh khác thì bên Tiền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và xây tên trên toàn quốc ha. Đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền các anh chị. Nước sơn còn rất là mới các anh chị, ở đây thì là không có bị ngã màu ố vàng gì hết nha. Nhưng Terra màu trắng đặc trưng của nó là màu trắng sữa các anh chị ha. Nó sẽ không có trắng ngọc trinh giống như là ở những dòng xe như là Hyundai rồi đâu nha. Đấy, màu trắng của nó sẽ hơi ngà ngà một tí xíu nha. Đây, những cái mối nối cản rất là khích luôn ha. Liên lạc đồng màu. Lớp nè các anh chị, độ gây gió thì thấy còn cực kỳ sâu các anh chị ha. Mâm là thì thấy không có bị trầy xước gì hết các anh chị nha. Mâm này là mâm R18, mâm lớn các anh chị. Đấy. Rồi. Đăng kiểm và đường bộ Tiền thấy còn có tháng 11 năm 2023 các anh chị ha. Có dán phim viền che mưa, chén cửa, tay nắm cửa thì mạ rơm, có nút mở cửa một chạm ha. Và có luôn bệ bước cho mình rồi các anh chị. Những chiếc xe gầm cao như thế này thì nên trang bị bệ bước để những cái người mà ngắn ngắn như Tiền nè, đi lên đi xuống thì sẽ tiện hơn ha. Và xe thì đã có cam 360 luôn rồi các anh chị. Cam 360 theo xe ha. Nhìn sơ giúp Tiền một vòng keo chỉ cửa nha. Đây, keo chỉ cửa là nguyên zin nha. Tất cả xe bên Tuyền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số bao tách hãng nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Ốc chân cửa phía trước nè, nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn nè các anh chị. Đấy, rồi anh chủ có nẹp cho mình nẹp bước chân ra ngoài nữa các anh chị ha. Rồi, ốc chân cửa phía sau. Đấy. Bên Tuyền khi mà bán xe ra thì có bảo hành riêng cho các anh chị nhà mình là 6 tháng hoặc là 5.000 cây động cơ và hộp số nữa nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Phần bên hông xe là không bị trầy xước hay là móp méo gì hết, mica đèn cũng còn rất là đẹp các anh chị nè. Ở phía sau thì Tuyền thấy có một cái cam lùi, có 4 mắt cảm biến lùi các anh chị ha. Đấy, rồi. Đây, bảng V các anh chị. Nhìn sơ phần gầm giúp Tuyền nha. Gầm bệ sáng đẹp không vấn đề gì hết. Lớp dự phòng còn mới 100% chưa sử dụng. Còn cái đường viền sơn luôn các anh chị. Xe của mình là cấp điện các anh chị ha. Rồi cấp điện rất là tiện luôn. Ở đây thì có một cái màn hình. Màn hình này màn hình riêng. Anh chủ có lên cho mình màn hình Android rồi ha. Ở đây nỉ nè các anh chị, còn rất là mới nha. Dưới này nếu mà các anh chị nào mình muốn để đồ thì mình để dưới này ha. Đây, con đội tay quay, đồ nghề thì còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Những cái phần nhựa bên trong hầu như là không có bị trầy xước gì hết nha. Từng hàng ghế thì đều có hộp gió làm mát cho mình nè các anh chị. Đấy, cho các anh chị coi phần chất da ghế của hàng ghế thứ ba ha. Bệ tùy tay nè, hộc để ly nè, không có bị trầy xước gì hết nha. Rồi nhìn sơ giúp Tiền phần ốc của cốp cũng như là keo chỉ cốp nha. Nguyên zin. 4 ốc cốp còn nguyên, chưa có dấu hiệu tháo mở các anh chị nhé. Rồi,
Nếu mà các anh chị nào mà bữa giờ mà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc Fortuner đó, thích Fortuner máy xăng hai cầu á, thì mình có thể là mình tham khảo thêm chiếc này ha. Tiết kiệm so với mua Fortuner tầm khoảng 200 triệu trở lên các anh chị ha. Xe này mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thì tầm khoảng 7 lít 8 cho tới 9 lít 2 các anh chị. Đấy, rồi máy của nó là 2.5, rất là mạnh mẽ luôn ha. Xe của mình, đây để tiền hạ xuống. Này mấy anh kiểm tra xe xong rồi à, chưa có hạ xuống các anh chị. Đây, cho các anh chị coi phần chất ghế giúp tiền ha. Ghế da nguyên zin tông màu nâu, chất da cầu rất là căng, rất là đẹp các anh chị ha. Sàn 5D trần nguyên bản, rất là sạch sẽ luôn. Rồi, thì sẽ tiến về khoang lái nha. Ok. Rồi, thì sẽ nổ máy nha. Đợi thì xíu nha. Rồi, xe của mình thì ghế lái chỉnh điện các anh chị. Ghế lái chỉnh điện ha. Bên này thì có cân bằng điện tử, con này thì mở cốp ha. Còn rất là mới, những cái nút bấm không có bị mờ chữ, mất số gì hết. Ở đây thì vô lăng bọc da nha. Anh chủ bọc cho mình một cái bao da tay lái nè. Ở đây thì những cái nút bấm không có bị mờ chữ gì hết ha. Nút điều chỉnh âm lượng nè. Rồi, bên này thì có ru control, đàm thoại rảnh tay, logo được đặt ở giữa ha, rất là mới. Nhìn đồng hồ giúp tiền luôn, 42.233 km nha. Táp lô không một vết trầy xước các anh chị ha. Trên này thì có cái cổng sạc nữa. Ở đây thì có một cái camera hành trình nè các anh chị. Anh chủ lên cho mình một cái màn hình Android rồi ha, cũng khá là xịn các anh chị ha. Có kết nối Bluetooth nè. Rồi, dưới này điều hòa thì hai vùng các anh chị ha. Dưới này có những cái cổng sạc 12V nè. Rồi, ở đây cần số nè, còn rất là mới ha. Ở đây thì có này là cảm biến va chạm phía sau nữa các anh chị. Đó, rồi ok. Bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị ha. Quan trọng vẫn là máy móc và động cơ nha. Thì sẽ để máy cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy luôn nha. Thì sẽ kiểm tra thật là chi tiết để các anh chị nào mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự của em này là như thế nào ha. Nếu được thì mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc, bên tiền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị ha. Xe này thì còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng nữa nha. Rồi, ốc của nắp capo, keo chỉ capo nguyên zin, chưa có dấu hiệu tháo mở các anh chị ha. Đấy, nhìn sơ phần khung xương nè. Đấy, phần ốc chân đèn với tiền nha. Đây, khung xương nè các anh chị. Ok nha. Rồi, nhìn sơ phần ốc máy với tiền luôn. Ốc ác nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn các anh chị, cho các anh chị nhà mình nghe tiếng máy nha. Máy ha. Các anh chị nào mình có người thân rành về xe thì cứ dẫn tới kiểm tra xe thoải mái đi. Còn nếu mà muốn chắc nữa thì cứ mang ra hãng mình test là chắc nhất các anh chị ha. Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nha. Nissan Terra phiên bản V, máy xăng số tự động 2 cầu đời 2019 nha. Nhập Thái Lan nguyên chiếc các anh chị, đi 42.000 km rồi. Bên tiền đang bán em này với giá là 796 triệu nha. Giá ở đây tiền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ cho tiền qua số điện thoại bên dưới, hoặc là đến xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi đi xem xe thì liên hệ tiền đi, tiền sẽ chỉ đường cũng như là đón các anh chị để cho các anh chị đi cho dễ dàng hơn nha. Còn nếu như mà các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này mà chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì xem qua video chi tiết xe của tiền ngày hôm nay nè. Anh chị em mình sẽ chốt giá đặt cọc ha. Chuyển khoản cho bên tiền tầm khoảng 20 triệu thôi, tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe luôn. Nếu mà đúng với những gì bên tiền làm cam kết, đúng với những gì bên tiền làm video á, thì khi đó các anh chị nhà mình mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại nha. Và tiền sẽ hỗ trợ là các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc là hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn, nên là các anh chị không có mất mát thời gian đi lại gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm nha. Còn trường hợp nếu về tới nơi đi tới hãng có đầm đụng nè, có ngập nước, có đại tu động cơ và hộp số thì bên tiền sẽ cho xe về và hoàn trả lại cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí test hạn đó cho các anh chị ha. Nói trả cọc ở đây là nói để cho các anh chị nhà mình yên tâm thôi. Chiếc xe bên tiền 100% giao đi là chưa có xe nào trả về hết, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Những anh chị nào đã từng mua xe online tại bên tiền nè, từng mua xe trực tiếp tại bên tiền thì cho tiền xin một cái comment chia sẻ ý kiến của các anh chị khi mà mua một chiếc xe tại bên tiền thì như thế nào đi, để những anh chị mà đang tìm hiểu phát ca nè, đang chuẩn bị mua xe tại bên tiền thì sẽ cảm thấy tự tin hơn nha. Và hiện tại 7 chỗ bên tiền cũng còn rất nhiều xe các anh chị ha.
giá mềm mềm thì tiền còn Xpander số sàn 2021 chỉ hơn 500 một tí xíu thôi. Rồi có Xpander Road 2021 nữa các anh chị ha, Toyota Road nè, Suzuki XL7 nữa các anh chị, rất nhiều xe nha. Những dòng xe cao cấp hơn tiền cũng có. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì liên hệ Tiền thì sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tiền nè, lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Rồi đừng quên cho Tiền xin một like nè, để lại comment chia sẻ ý kiến cũng như là nhu cầu của các anh chị bên dưới nha. Và nhớ là bấm vào đăng ký kênh của Tiền đi, để khi có xe mới nhất bên Tiền về Tiền đăng lên thì các anh chị sẽ là người đầu tiên xem được nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.